Sau khi đã chế biến món tôm thì chàng Lùng tiếp tục nấu món canh chân giò, heo hầm với củ cải để tẩm bổ cho vợ sau bao ngày ăn uống vất vả. Và công thức chàng Lùng nấu như thế nào, liệu món canh này có ngon không thì mời chú anh chị mình xem clip sẽ hiểu rõ. Canh cho vợ. Món canh cho vợ. Canh gì thì nói luôn. Canh giò heo. Ồ, canh giò heo ha. Bây giờ tặng vậy là khoái. Heo. Hôm nay ngày cưới mà mưa quá trời rồi. Thôi dù sao cũng có ngày kỷ niệm hai vợ chồng nha. Chắc ông trời đã động lòng trước tình cảm của hai vợ chồng chàng Lùng nha. Ở đây 10 năm về trước, mấy ngày này 10 năm về trước là bả cuốn đồ cho ổng đó. 10 năm về trước chỉ có một món ăn đơn giản đó là cá lóc kho nè. Đó là mà biết phụ trống vào canh chua cá lóc, biết phụ lên cắt rau. Nó biết phụ nha. À, chị Quyền phải là về ở chung với anh Tiên luôn nha. Phải nói là bột với miếng mít rất là hay. Này nó mốt chắc còn lên học hỏi anh Tiên quá. Tính ra nó ăn cho coi có em nào không. Để về mua sinh đó thì là khi mà trời mưa là anh vô quán cà phê rồi sao là đi lên trốn ở đâu qua một thề trốn ở mạng trốn ở đâu có cái máy chè đó ha. Trốn sợ ướt luôn á, trốn sợ ướt luôn á, sợ ướt luôn, ướt rồi phải gắn chịu, ướt rồi phải gắn chịu luôn, tạo nhiệt cho nhỏ lạnh hơn cha, cha lạnh nhìn cho con. Hôm qua ướt quá nhiều, hôm qua qua đi mua sinh ướt hết luôn. Bà con ba có vợ có cậu mua cải mà cả mưa cải là hay để cho con khi ra mặt không ra cái mặt để cho con thấy con mặt luôn thầy bà con ba nó thấy mình thường quân lên đang ta giúp mình hơn bao nhiêu người đó đang nhận hết một trăm nghìn một trăm nghìn hơn nữa trong thời gian chờ đợi nước sôi đúng không. Em ơi, lấy giò heo cho anh. Em ơi, lấy giò cho anh hả? Giữ vàng chưa? Mua một ký. Một ký ha. 40 ngàn. Để dành lại chút nữa. Người ta bán rẻ cho anh hay sao á. Bây giờ thử thách anh Tiên nấu ăn trong bóng tối coi.
anh Nam đồng lọt đây. Rồi, có được không? Đó rồi. Thôi, lên ngồi. Có ngồi luôn. Có ngồi chứ đừng, nói chờ mưa là nhà có vui rồi. Cái đèn này con, cái đèn con nhà mà giờ nó đưa rồi. Giờ có vui rồi. Tại là do màn hình của điện thoại của anh em nó hơi sáng á, chứ không phải con nhà là có vui đó. Đi quét nhà rồi bây giờ rửa chén rồi nặng chưa xong á tranh thủ rồi lại tiếp tục nữa em lấy chén nhỏ ra anh đây coi chén nhỏ cho anh kìa cái chén nhỏ xinh quá cái chén nhỏ đây vớt bột thích ra nó ngon đỡ nó hơi không đen cả. Sao lâu rồi vợ của anh với anh chưa ăn cái món này anh đi? Lâu rồi. Phải ít là làm cho vợ ăn. Lâu là khoảng bao lâu nói chính xác không? Là hơn năm. Hơn năm đó. Hơn năm mà chưa có ăn cái món vườn heo nằm đó. Bây giờ hôm nay là cái ngày đặc biệt. Cái ngày là phải giải trầu. Nói gì vậy anh? Nói gì vậy anh? Với lại ngày hôm nay có tiền nữa. Cô chú chị Thương đó. Giải với tình yêu thương mình có tiền mình mới mua được. Chứ không con không có tiền sao mua đúng không? Đó thì bây giờ đang đợi giò heo nó mềm nữa chứ anh chị. Dạ. Đó bây giờ đem rau củ quả ra. Bỏ vô luôn nha. Món này ăn rất là bổ luôn các anh chị. Đang trời mưa quá lớn rồi, có ồn các anh chị cũng không cảm nha. Tôi thấy hát này mà anh đi mưu sinh là rất là thịt khổ luôn á. Mưa lâu lắm.
Vậy sao mà biết nó chín anh Ti? Sao biết nó chín? Tại mình biết. Nhìn mắt biết nha. Mỗi lần nêm mình em dẹp đồ nêm liền luôn đó, cái nêm một lần thôi.